biển xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ với sự phối hợp thực hiện của 7 đài phát thanh và truyền hình trong khu vực. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực trong đời sống, cũng ngày càng minh chứng vai trò, động lực thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực phát triển bền vững. Với khu vực phát triển sôi động như Đông Nam Bộ, chuyển đổi số càng được chú trọng triển khai nhằm mở lối, tạo đà cho tiến trình phát triển. Chuyển đổi số sẽ là chủ đề của chương trình hôm nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh, những giao dịch công, kể cả những thói quen thường nhật cũng dần thay đổi theo hướng tận dụng ứng dụng công nghệ số. Ghi nhận dưới đây tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận cho thấy tiện ích từ công nghệ mang lại theo lộ trình chuyển đổi số như là sử dụng chữ ký số, như là thanh toán không dùng tiền mặt. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa, nơi có lượng nhân sự và đầu mối xử lý các công việc cao nhất ở thành phố Biên Hòa. Số lượng hồ sơ phải rà soát vào mỗi ngày tại đây rất lớn vì các dự án công trình đã và sắp triển khai tại địa phương rất nhiều. Trong khi đó, các lãnh đạo của trung tâm thường xuyên phải đi họp và xử lý các công việc bên ngoài nên cấp dưới rất khó để trình ký các hồ sơ mang tính cấp thiết. Những lúc này chữ ký số phát huy hiệu quả. Khi mà triển khai được cái ký số á, thì nó rất là thuận tiện cho cái công việc. Thì lãnh đạo có thể đang trong cuộc họp hoặc là đi công tác cũng có thể là ký qua điện thoại được. Theo báo cáo chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, hiện nay 100% văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố đều được áp dụng chữ ký số thông qua phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử. Việc này đã giúp giảm khoảng 80% lượng văn bản giấy so với trước. Ngoài ra, việc áp dụng rộng rãi chữ ký số cũng góp phần giúp cán bộ công chức thay đổi tác phong lề lối làm việc, xử lý công việc ngày càng nhanh chóng, hiệu quả hơn. Trong thời gian qua, cái hiệu quả cái việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản như chữ ký số là rất là thuận lợi, đẩy nhanh được nhiều tiến độ các công việc, đặc biệt là các khi mà xử lý những cái của người dân. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số là cơ sở để Đồng Nai tiếp tục tạo ra nhiều bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền chính quyền điện tử hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả để phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài thanh toán tiền mặt truyền thống, quán cà phê này đã bố trí ngay trước quầy thanh toán một mã QR code để khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản từ thẻ ngân hàng. Song song với quét mã QR, quán còn chấp nhận thanh toán online bằng ví điện tử Momo. Các hình thức được triển khai nhằm tiết kiệm được thời gian của thu ngân, đơn giản hóa quá trình thanh toán, dễ quản lý và nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng. Em thấy trong thời buổi hiện đại như bây giờ thì kiểu như đôi khi mình ra đường mà mình quên đem đi tiền mặt ấy, mình đi vào những quán cà phê thì có những cái phương thức thanh toán như là Momo hoặc là mã QR thì nó cũng tiện. Siêu thị Co-op Phan Thiết đã mở rộng mạng lưới thiết bị thẻ thanh toán POS, thanh toán mã VNPay QR, Zalo Pay, Co-op Online, ví Momo nhằm khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen. Khi mua hàng, khách hàng chỉ cần mở các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trên điện thoại thông minh, sử dụng quét mã QR là có thể thanh toán nhanh chóng. Theo thống kê của siêu thị Co-op Phan Thiết, đến nay tỷ lệ người thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng tại đây đạt 40% mỗi tháng. Thường mình lấy thẻ đó thì mình thanh toán thì nó sẽ tiện hơn và nó đỡ cồng kềnh hơn. Nhiều khi bọc tiền thì nó sẽ rớt, nhưng mà có cái thẻ mình cầm thì mình chỉ cần quẹt một cái là mình có thể thanh toán xong rồi. Thanh toán không dùng tiền mặt dần đi vào cuộc sống của người dân và trở thành thói quen tiêu dùng mới tại Bình Thuận. Khi đi ăn uống, mua sắm, đi siêu thị hay thanh toán chi tiêu điện nước, chỉ còn thẻ ngân hàng hay thiết bị di động là giao dịch hoàn tất. Đỡ tốn thời gian, mình không có phải là đi đến nhà cung cấp mình thanh toán, rồi mình phải di chuyển, mình phải chờ nhân viên người ta thanh toán đóng tiền. Không thể phủ nhận ưu điểm của những phương thức thanh toán này đem lại, bởi không chỉ mang đến nhiều tiện ích mà còn giúp tiết kiệm một phần chi phí trong quá trình thanh toán, đồng thời giúp các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro về tiền giả, giảm chi phí bảo mật, rút tiền từ ngân hàng, vận chuyển, kiểm kê.
Thưa quý vị, muốn chuyển đổi số, trước tiên phải đầu tư hạ tầng đúng mức. Trong đó có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, nguồn dữ liệu phải được số hóa. Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tập trung đầu tư cho hạ tầng này. Hạ tầng viễn thông tại thành phố Vũng Tàu đến nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu của chính quyền, người dân trên địa bàn. Dù vậy, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục nâng cấp hạ tầng, triển khai ứng dụng công nghệ thông minh mới cho hạ tầng cáp quang để đáp ứng băng thông, triển khai công nghệ mới cho trung tâm dữ liệu để đảm bảo chất lượng dịch vụ. VNPT Bà Rịa Vũng Tàu về cái mạng viễn thông BTS, mạng cáp quang thì bao phủ rộng lớn và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, trong đó gồm các doanh nghiệp và người dân. Trên cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện hữu, các hệ thống thông tin tại thành phố Vũng Tàu được triển khai kết nối liên thông 4 cấp từ xã, phường, thành phố đến tỉnh và với trung ương. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được tích hợp đưa vào sử dụng ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu thời gian xử lý công vụ và tiết kiệm chi phí. Năm 2022, thành phố có 29.351 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ 53,58%. Cấp phường, xã tiếp nhận giải quyết 172.590 hồ sơ, đạt 73,94%. Kết quả này vượt 50% chỉ tiêu Ủy ban dân tỉnh giao. Thực hiện cải cách hành chính mức độ 3, mức độ 4 thì nhìn chung thì tạo thuận lợi cho người dân. Về cái góc độ cán bộ công chức cũng như về cơ sở vật chất thì thời gian vừa qua thì thực hiện cái mức độ này thì luôn được thành phố hỗ trợ quan tâm, cung cấp đầy đủ các cơ sở vật chất cũng giống như là máy móc để cho cán bộ công chức là thực hiện để tạo thuận lợi. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Vũng Tàu tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu. Kế hoạch xây dựng hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số được Ủy ban dân thành phố Vũng Tàu triển khai trên cơ sở kế thừa, phát triển từ các nền tảng sẵn có, từ đó xác định phù hợp, đúng mức hơn nữa những nguồn lực để tập trung thực hiện đồng bộ nền tảng hạ tầng số. Số hóa mọi dữ liệu để phù hợp với chính quyền số, xã hội số đang được xây dựng như hiện nay. Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thay bằng hộ khẩu điện tử. Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh tập trung làm sạch dữ liệu dân cư nhằm chuyển quản lý dân cư sang phương thức số. Nhằm đảm bảo cho người dân nắm bắt và hiểu rõ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban Nhân dân phường 3 đã chủ động tuyên truyền tất cả nghị định, thông tư, quyết định, các nội dung có liên quan đến quy định bỏ sổ hộ khẩu. Để mà người dân dễ dàng tiếp cận thì trước tiên phường cũng phải chủ động thiết lập bộ thủ tục hành chính cấp xã được đăng tải công khai, minh bạch trên cổng thông tin điện tử của phường. Qua đó, sau đó mình sẽ chuyển những cái liên kết đó tuyên truyền đến tất cả các hội, đoàn thể, tổ, nhóm, rồi mạng xã hội. Đồng thời, cán bộ phường đã tạo mọi điều kiện cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính, đảm bảo dữ liệu dân cư theo đúng phương châm, đúng, đủ, sạch, sống. Nếu mà làm trên hệ thống mạng thì mình sẽ coi được cái nơi cư trú của người đó. Không cần phải yêu cầu người dân là đi qua bên công an nữa, tự người cán bộ của mình xác minh được cái thông tin đó của người dân. Mặc dù sổ hộ khẩu giấy bị bãi bỏ, nhưng các quy định về khai báo thông tin cư trú vẫn không thay đổi. Việc quản lý cư trú sẽ thực hiện thông qua quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ phận công an cũng phải cắt cử cán bộ để mà thực hiện thủ tục cấp giấy cho người dân. Phương hướng thì trong thời gian sắp tới thì công an xã sẽ tham mưu cho ủy ban xã chỉ đạo các ngành chủ động phối hợp với công an giải quyết cái thủ tục cho người dân nhanh gọn, tránh để người dân đi lại nhiều lần. Để việc quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy đạt hiệu quả nhất định, trong thời gian tới cần triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân gắn chip thay thế sổ hộ khẩu giấy trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Các giải pháp để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về dân cư, đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin. Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số,
Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ đoàn tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên hướng về mục tiêu chuyển đổi số. Điều này phù hợp với vai trò thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0, cũng là đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra trong bối cảnh chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, Đại hội đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ 11. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trên cơ sở chủ đề của tháng, tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2026 với 5 nhóm nội dung, 25 hoạt động cụ thể liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tham gia vào tiến trình thực hiện kinh tế số, xã hội số. Lồng ghép vào các hoạt động đoàn hội đội của địa phương đơn vị thì các bạn sẽ tổ chức các hoạt động trong việc là ứng dụng công nghệ thông tin, trong việc là thực hiện các cái nền tảng số, rồi thực hiện về cái hướng dẫn cho các bạn đoàn viên thanh niên để mà tuyên truyền trên mạng xã hội những cái trang thông tin để tăng cái lượt like và cũng như là nâng cao cái chất lượng hoạt động tuyên truyền giáo dục trên các trang mạng xã hội. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, các cấp bộ đoàn ở Bình Dương triển khai hoạt động xoay quanh 5 nhóm nội dung chính, gồm tuyên truyền, giáo dục về chuyển đổi số, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế và chăm lo cho cán bộ đoàn, hội, đội, thanh thiếu nhi khó khăn, xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tùy vào đặc thù từng địa phương đơn vị mà cơ sở đoàn chọn công trình phần việc thanh niên thiết thực phù hợp để thực hiện. Em sẽ cùng với các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố Thủ Dầu Một đóng góp hết sức mình xây dựng một thành phố Thủ Dầu Một xanh sạch đẹp nhất với cái đề án là thành phố không rác. Với sự năng động nhạy bén, bản lĩnh của thế hệ trẻ, thanh niên Bình Dương sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trong công cuộc chuyển đổi số, chung tay xây dựng thành phố Bình Dương thông minh, hiện đại, nghĩa tình, điểm đến hấp dẫn của công dân toàn cầu. Thưa quý vị, áo dài đã trở thành biểu tượng và là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. Cũng vì lẽ đó mà cứ vào dịp Quốc tế Phụ nữ hàng năm, phụ nữ cả nước nói chung có nhiều hoạt động tôn vinh áo dài, tôn vinh giá trị phụ nữ Việt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày tháng 3 hưởng ứng lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiều phụ nữ mọi lứa tuổi chọn trang phục áo dài khi đến công sở hoặc tham gia các sự kiện, kể cả lúc dạo chơi. Mặc áo dài cũng là cách khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhở trách nhiệm giữ gìn phong thái, cốt cách cao đẹp của phụ nữ Việt Nam. Với nhóm bạn này, lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo dài cổ phục, cảm giác lạ lẫm, xen lẫn niềm tự hào đã mang lại niềm hứng khởi đặc biệt trong chuyến dạo chơi dịp lễ hôm nay. Em cảm thấy rất là tự hào ạ, vì đó là một cái trang phục của dân tộc mình mà mình được gọi là đưa ra thế giới cho mọi người đều chiêm ngưỡng và biết đến, thì chắc chắn đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Hướng dẫn viên du lịch là một nghề được coi là đại sứ văn hóa, thì cái việc quảng bá cái áo dài của Việt Nam là một trang phục truyền thống thì em nghĩ đây là một hành động rất là thiết thực. Hưởng ứng lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng áo dài thành phố còn đặc biệt tổ chức hai triển lãm mang tên Áo dài của các bác sĩ chống dịch Covid-19 và Quốc Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu với khách tham quan những áo dài của các nữ bác sĩ, giới thiệu với khách những loại guốc từ truyền thống cho đến hiện đại. Chúng tôi đề nghị khách tham quan nam hát tặng cho khách tham quan nữ từ một tuần trước đây. Cho đến bây giờ là bình quân là chúng tôi đón mỗi một ngày khoảng 400-500 khách. Thưa quý vị, đây là những chiếc áo dài của các nữ bác sĩ đã từng tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua, đang được trưng bày tại Bảo tàng Áo dài và hưởng ứng lễ hội áo dài của thành phố. Có thể thấy là áo dài ngoài việc tôn lên những nét đẹp thướt tha mềm mại của một người phụ nữ, thì còn góp phần bảo tồn và gìn giữ những giá trị tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, đó là vừa đảm đang việc nhà, vừa có thể sẵn sàng dấn thân, hy sinh lợi ích của mình vì mọi người. Ngọn tràn hạnh phúc bên anh bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đem khắp bốn phương một nét á đơn. Thưa
Thưa quý vị, áo dài Việt Nam mang vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại cho phụ nữ và phù hợp với mọi lứa tuổi. Vì vậy, dẫu qua thời gian thì chiếc áo dài vẫn là lựa chọn của đại bộ phận phụ nữ Việt Nam, là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. Và ý nghĩa quan trọng hơn cả là khi khoác lên mình chiếc áo dài, mỗi phụ nữ Việt Nam lại càng được nhắc nhở về những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam, kết tinh qua bao đời mà mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.